Câu hỏi: Đức Phật dạy như thế nào về một người thực hành giáo pháp nhưng không tin về thuyết tái sinh trong đạo Phật? Và đạo Phật nói gì về một người thực hành giáo pháp nhưng theo một tôn giáo khác như đạo Công giáo chẳng hạn? Trả lời: Như thế nào là một người thực hành giáo pháp mà không tin về thuyết tái sinh? Đức Phật, Ngài dạy chúng ta để giải thoát sự đau khổ ngay trong kiếp này. Vậy đó thôi, ngay trong ngày hôm nay, tin hay không tin, nếu mình có sự đau khổ trong kiếp này như buồn và lo, làm sao hết buồn và lo thì Đức Phật dạy sống trong hiện tại. Vì vậy người ta lại với Đức Phật. Đức Phật có một oai nghi, một cái thế tham thiền, thế cảm thắng ma vương và thế ngăn cản chúng sanh đừng lo, đừng sợ. Có một thế như vậy, Đức Phật dạy hãy sống trong hiện tại, đừng lo, đừng sợ, đừng gây với nhau làm đau khổ. Đức Phật dạy cho chúng ta cái lý sống sao cho bình yên, đừng lo, đừng sợ ngay trong kiếp sống này. Tin tưởng kiếp sau hay trong kiếp sau? Hỏi trong kiếp này đang đau khổ, làm sao giải thoát? Đức Phật nói, đừng có lo, có sợ, đừng gây đau khổ, sống trong hiện tại. Đức Phật dạy như vậy. Còn một người thực hành giáo pháp nhưng theo một tôn giáo khác như đạo Công giáo chẳng hạn, thì Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật, Ngài dạy pháp không dạy phải có một niềm tin mù quáng đối với Ngài. Như thế nào là Đức Phật dạy pháp? Ngài dạy thân là pháp, tâm là pháp, tất cả là pháp, là thiên nhiên hết. Vậy Đức Phật đâu có bắt phải niệm Ngài. Như vậy, khi một người nào tin tưởng Đức Phật, không phải là tin tưởng Ngài, mà phải tin tưởng pháp. Sư thường hay nói về đi máy bay. Máy bay làm gì? Máy bay đưa mình tới American Airlines, Delta Airlines, Alaska Airlines, có nhiệm vụ đưa mình tới. Cái đó là quan trọng. Như khi mình uống thuốc, thuốc không nói là người nào đó mới uống thuốc này được, người nói tiếng khác, màu da khác không uống thuốc đó được. Không có như vậy. Tất cả ai đau khổ đều trị bệnh giống nhau. Máy bay cũng vậy. Không nói người đó đó tôi mới cho bay, còn người khác không được. Ai lên máy bay, nó đều chở đi đến chỗ. Đạo đây gọi là trí tuệ, không cần phải có một niềm tin mù quáng.